Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến. Ở nước ngoài đó, một người làm công nhân hay là làm bất kỳ những cái việc gì khác, nhưng mà họ vẫn được đi du lịch khắp nơi, hoặc là có thể mua vé máy bay về Việt Nam chơi bất kỳ lúc nào. Con cái thì được đi học hoàn toàn miễn phí nè, bệnh hoạn ốm đau thì đã có bảo hiểm chi trả. Vậy thì thử hỏi, một người mà làm công nhân ở Việt Nam đó, nếu mà lương thấp thì có được trợ cấp cái tiền nhà hay không? Con cái của họ đi học có được miễn phí hay không? Đó là nôm na toàn bộ cái nội dung mà cái bài chia sẻ ngày hôm nay Thái Võ sắp chuẩn bị chia sẻ đến cho cô bác anh chị mình cùng nghe đây. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó có một cái bài chia sẻ này mà Thái Võ muốn gửi đến cho những ai mà chúng ta đang sống ở nước ngoài nói chung, lẫn là những bà con sống ở Việt Nam. Mình có thể có được một cái nhìn nhận đúng đắn hơn về cái cuộc sống ở phương Tây nói chung, hay là Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc nói riêng, vân vân. Mình hãy nhìn nhận đúng đắn hơn nha quý vị nha. Bài viết này có tiêu đề là Việt kiều tiết lộ cuộc sống thật sự tại xứ người. Kêu khổ sao không ở Việt Nam đi, sang đây làm gì? Và thưa quý vị, thì cái bài viết nó được truyền tải như thế này đây. Ở bên Đức, người làm công nhân hay bất cứ việc gì, nhưng mà họ vẫn được đi du lịch châu Âu hay là mua vé máy bay đi về Việt Nam chơi. Con cái thì được đi học hoàn toàn miễn phí, ốm đau thì đã có bảo hiểm. Vậy thì thử hỏi, một người làm công nhân ở Việt Nam, nếu mà lương thấp thì có được trợ cấp tiền nhà, con cái của họ có được đi học miễn phí hay không? Tôi thấy mọi người đua nhau share cái bài thơ này khắp nơi. Người thì cười mỉm chi, tỏ cái vẻ thông cảm. Người thì gật gù hay là ác ý hơn là thấy chưa, Việt kiều hay ABCD gì đó. Và chính vì cái điều đó mà khiến cho tôi cũng khá là tò mò và đã có ghé mắt vào để mà đọc. Sau đó thì tôi cảm thấy rất là buồn, nhưng lại là buồn cười. Vì cái bài thơ châm biếm những người Việt Nam sống ở nước ngoài bị cho là không tiền, nhưng mà vì cái sĩ diện hảo. Và cái điều này cũng chứng tỏ tác giả của bài thơ hoặc là chưa bao giờ được sống ở nước ngoài, hay là có ở nước ngoài đi chăng nữa thì cũng chỉ là những người luôn thất bại trong cuộc sống, rồi đâm ra chán nản, cho nên là mới sáng tác cái bài thơ theo kiểu là vơ đũa cả nắm. Và cái nội dung của cái bài thơ đó thì nó như thế này nè quý vị. Bài thơ được đặt cái tiêu đề là khổ thân hai chữ Việt kiều. Việt kiều về nước nghe sang, ở nơi đất khách dọn bàn rửa ly. Kể ra thì bạn bè kinh khi, những nơi xứ lạ, mần gì được đây. Ai cũng ngỡ rằng trời Tây, đi lâu một chút về xây nhà lầu. Mấy ai hiểu cảnh cơ cầu, Việt kiều họ cũng lao đầu làm thuê. Dù có trong tay lắm nghề, nhưng mà đất khách bộn bề lắm thay. Đâu phải ai cũng như ai, cũng có số tốt, gặp may xứ người. Đất khách đâu phải đi chơi, mà là sớm tối, phải bơi đi cài. Ca sáng rồi lại ca ngày, làm nhiều nghĩ ít, chẳng ai hiểu dùm. Về nước cứ la sùm, cho rằng đắc khách toàn chùm đại gia. Sống nơi cái xứ người ta, tiếng tâm chưa biết, chẳng ra thứ gì. Nước ngoài nhìn họ khinh khi, bởi vì ngôn ngữ có khi bất đồng. Họ nói rắn, ta hiểu rồng. Nói đông hiểu bắc, khó lòng ai ơi. Việt kiều đắc khách chơi vơi, chứ đâu có phải như trời quê hương. Muốn đi cứ bước ra đường, biết đọc biết viết, bình thường thế đâu. Đất khách có chỗ chữ Tàu, nhìn vô thì có khác nào rừng xanh. Có lúc họ ghi tiếng Anh, nhìn vào cũng chẳng có rành gì đâu. Có người đi thật là lâu, muốn về thăm mẹ lại rầu tiền nông. Nên phải lưng cố mà công, làm cho đủ vốn mới mong ngày về. Việt kiều hai tiếng nặng nề, ngày đi trống rỗng, ngày về mang danh. Hai tiếng Việt kiều mong manh, mà sao ai cũng muốn canh Việt kiều. Về hỏi tiền ít tiền nhiều, chẳng ai thử hỏi những điều thiệt hơn. Việt Nam xin hãy làm ơn, đừng ghép hai tiếng xanh rờn tội ghê. Việt kiều nhớ mẹ nhớ quê, nên gom nên góp tiền về để thăm. Việt Nam xin chớ hiểu lầm, cứ đi xa xứ là làm đại gia. Sống ở cái xứ người ta thì họ chỉ gọi mình là ngoại bang, chứ nào có được chảnh sang đi xa về xứ là mang danh Việt kiều. Đó là toàn bộ cái nội dung của bài thơ mà theo như một vị Việt kiều ở Đức đã viết cái bài phản bác thưa quý vị, và cho rằng là tác giả của bài thơ này chưa bao giờ sống ở nước ngoài, hoặc là có sống ở nước ngoài đi chăng nữa thì cũng chỉ là những người luôn thất bại trong cuộc sống, thành ra là mới đâm ra chán nản, cho nên là mới sáng tác cái bài thơ theo cái kiểu là vơ đũa cả nắm. Và theo vị Việt kiều Đức này cho biết, người Việt ở trong nước đó thường gọi những người sống ở nước ngoài là Việt kiều. Đó là cái cách gọi chung cho tất cả, mặc dù là nó cũng không đúng cho lắm. Vì là hai chữ Việt kiều thì theo tôi hiểu đó thì chỉ dành cho những người Việt, gốc Việt sống ở nước ngoài. Còn những người mà không còn mang quốc tịch Việt Nam nữa thì không thể gọi họ là Việt kiều được, mà phải nên gọi họ là người Đức, người Anh hay là người Mỹ gốc Việt thì đúng hơn. Cho nên là không biết cái bài thơ này tác giả đang ám chỉ ai hay là gom chung vào tất cả. Còn một cái điều nữa là khi mà tác giả nói về cái cuộc sống ở nước ngoài, tuy là không có nói quốc gia nào, nhưng mà rõ ràng là đang nói về cái cuộc sống của người Việt ở nơi xa xứ. Tôi không biết người Việt ở những quốc gia khác như thế nào, ở Mỹ, ở Anh, ở Nhật, sống như thế nào, sống ra sao. Nhưng có lẽ là cái cuộc sống của họ cũng giống như là cuộc sống ở Đức, nơi mà tôi đang sống thôi. Có thể là cái nền an sinh, giáo dục và bảo hiểm y tế khác nhau, nhưng thực chất cũng đồng đều, hoặc là cũng có thể hơn nhau hoặc là kém nhau một chút, không có đáng kể. Có lẽ là nhiều người sống ở Việt Nam không biết, ở Đức đó thì nó có nhiều cái chế độ và cái trợ cấp dành cho những người sống ở trên nước Đức, bất kể là người đó có quốc tịch Đức hay không. Chỉ cần người đó có cái thẻ cư trú dài hạn hay là cái thẻ cư trú hợp pháp thì cái quyền lợi đều ngang nhau. Nếu mà lương thấp, không có đủ tiền để mà trả tiền nhà thì sẽ có tiền trợ cấp nhà cửa nè, hoặc là tiền trẻ em, hoặc là cái tiền phụ cấp thêm vào cái tiền trẻ em đó và cái tiền trợ cấp xã hội. Có thể là nói thêm về một chút về cái tiền trợ cấp xã hội. Người nào mà trong cái thời gian thất nghiệp hoặc là vì một cái lý do nào đó mà chưa có tìm được việc làm thì sẽ được chính phủ Đức trợ cấp cái tiền ăn, tiền nhà, vân vân và vân vân. Thì lấy đâu ra là làm ngày làm đêm để mà lo tiền nhà hay là tiền mua gạo để mà chống đói, như là trong cái bài thơ diễn tả. Và có một cái sự thật mà nó như thế này đây. Nếu mà một Việt kiều làm công nhân ở Đức thì có thể mua vé về Việt Nam chơi. Vậy thì người làm công nhân ở Việt Nam có thể dành dụm tiền để mà mua vé máy bay để mà đi sang Đức du lịch hay không? Biết rằng là ở đâu thì cũng phải làm, nhưng mà làm gì có cái chuyện mà cày cả đêm lẫn ngày không được nghỉ ngơi. Dù là bạn làm ca đêm hay là ca ngày thì đều có ngày nghỉ bù hoặc là nghỉ phép, vì cái luật lao động ở Đức rất là rõ ràng, không có nhọc nhằn vào đâu được. Cho nên là tác giả cho là Việt kiều là bôn ba. Xin thưa là đa số là Việt kiều đều đã ổn định, chỉ trừ những cái trường hợp mà nhập cư bất hợp pháp hay là chưa ổn định về cái giấy tờ thì mới vất vả mà thôi. Thật ra thì cái bản thân của tôi không phải là chuyên gia về kinh tế hay là muốn so sánh này nọ, mà chỉ là muốn nói về một cái cuộc sống nó khác hoàn toàn, không như những gì mà trong cái bài thơ này mỉa mai và châm biếm. Và nếu như mà nói cuộc sống ở Âu Châu hay là ở châu Mỹ chỉ là phồn hoa giả tạo và không phải là cái nơi thiên đường, thì tại sao hàng năm những nước như là Anh nè, Pháp nè, Đức nè, trong đó có nước Mỹ thì phải đối phó với biết bao nhiêu cái trò gian lận, như là nhận con giả nè, kết hôn giả nè, mua giấy tờ để có thể có được cái thẻ cư trú hợp pháp tại đất khách. Tại sao không ở Việt Nam cho đỡ tốn kém và đỡ hao tốn hơn? Tại sao phải khổ sở để sang đây để làm gì? Và tuy là cái cuộc sống ở châu Âu hay là châu Mỹ có vài thứ nó không được hoàn hảo lắm, nhưng ít ra là nó cũng đã cho những Việt kiều mà đang khổ sở ở trong ngoặc kép, cái chữ khổ sở trong ngoặc kép, Việt kiều khổ sở, ít ra thì nó cũng cho những Việt kiều đang khổ sở một cái cuộc sống không phải lo lắng nhiều về cái kinh tế hay là phải chạy ăn ngày ba bữa như ở Việt Nam. Có đúng như vậy hay không? Và thưa quý vị, thì đây là một cái bài phản bác của một vị Việt kiều Đức, sau khi mà vị Việt kiều này đã xem qua cái bài thơ mà Thái Võ lúc nãy có đọc đó quý vị, thì vị Việt kiều này đã lên tiếng phản bác. Còn đối với cái suy nghĩ của quý vị mình, khi mà mình đã nghe và xem qua hai cái khía cạnh của hai cái nhân vật, một nhân vật là sáng tác ra cái bài thơ đó, một nhân vật là phản bác lại cái bài thơ đó, thì mình có cảm nhận như thế nào? Quý vị có thể cho biết thêm ý kiến. Và nếu như mà quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết thì như thường lệ, quý vị có thể share cho nhiều người được biết đến nha quý vị nha. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.